Làm sao để tăng khả năng tự học? Thứ mà anh thấy nhiều người làm sai nhất trong việc tự học là mình nghĩ tự học là tự một mình khám phá ra mọi thứ. Làm sao để tăng khả năng tự học? Chúng ta đều biết là ngày hôm nay nếu mà chỉ học từ những kiến thức mà người khác đưa cho mình thôi là không đủ. Các bạn phải có khả năng tự trau dồi thêm cho mình, tự học hỏi thêm. Thì đó là lúc mà mình tiến triển và có khả năng trưởng thành nhanh nhất. Và trong một số công việc cũng vậy, không phải cái công việc nào mình cũng đã có sẵn kiến thức rồi. Đúng không? Khi mình giải quyết một dự án nào đó, mình thực hiện một công việc nào đó, mình cũng phải trau dồi, tìm hiểu, tự nghiên cứu thêm, tự học thêm thì mới giải quyết được vấn đề đó tốt được. Đó là lúc mà chúng ta cần phải trau dồi cho mình một khả năng rất quan trọng là khả năng tự mình học. Vậy làm sao để có thể tự học hiệu quả hơn và tốn ít thời gian hơn? Đầu tiên, thứ mà anh thấy nhiều người làm sai nhất trong việc tự học là mình nghĩ tự học là tự một mình khám phá ra mọi thứ. Mình nghĩ tự học là mình phải dùng chính cái bộ não của riêng mình để có thể suy nghĩ, nghiên cứu và giải quyết vấn đề chỉ trên một mình thôi. Và đó là một suy nghĩ rất là sai lầm trong chuyện tự học. Các bạn nghĩ là nếu mà mình muốn giải quyết một cái bài toán, vấn đề nào đó, đúng không? Mình ngồi mình giải, mình suy nghĩ hoài, mình giải nó không ra. Và thế là mình nghĩ là mình phải tự học đi. Tự học là gì? Mình sẽ đi tìm kiếm tiếp và lấy sách ra, tự đọc, tự coi, tự nghiên cứu. Mà đọc hoài vẫn chưa hiểu, thế là tiếp tục cố gắng đọc thêm nữa. Trầy trật cực khổ, sau một hồi vẫn không giải quyết được nó. Và đó là lúc mà mấy bạn đã rút ra cho mình một cái kết luận là: em không có khả năng tự học anh ơi, khả năng tự học của em rất là yếu, rất là kém. Đó là kết luận rất là sai lầm. Nghe cho kỹ nè, tự học không phải là tự một mình tiếp thu dựa trên khả năng hiện tại của mình. Tự học là gì? Tự học là tự mình chịu trách nhiệm cho việc học. Mình hãy chịu trách nhiệm cho chuyện học của mình có được kết quả. Có nghĩa là hiểu được vấn đề, nắm bắt được kiến thức mới, có thêm kỹ năng mới cho riêng bản thân mình để áp dụng một cái việc gì đó ở bên ngoài. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho cái chuyện học hỏi được thành công đó. Còn cách mà bạn làm để có thể nạp vào trong đầu của mình nhiều kiến thức hơn, để có thể có được nhiều kỹ năng hơn, cái cách mà làm không nhất thiết phải là tự mình khám phá ra mọi thứ. Các bạn có thể nhờ sự trợ giúp từ người khác, trợ giúp từ kiến thức và cái đầu của người khác để nạp vào mình nhanh hơn, hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó là cái thói quen mà anh nghĩ từ nhỏ khi chúng ta đi học, chúng ta bị đóng sâu trong đầu của mình cái suy nghĩ đó. Nếu ngày xưa các bạn là một học sinh đi, mình có bài tập về nhà, đúng không? Mình được dạy là chúng ta phải độc lập, tự suy nghĩ, động não cái đầu của mình và nghĩ ra hết mọi thứ, như vậy mới là giỏi, như vậy mới là thông minh. Không bao giờ mà hỏi bài bạn hết trơn á. Nên về nhà mình giải một cái bài toán, mình quyết tâm lắm. Mình suy nghĩ cái bài toán này là cái dạng toán rất là lạ, chưa có bài mẫu nào bao giờ. Mà các bạn quyết tâm tự học, tự suy nghĩ ra. Các bạn giải nó được nửa tiếng rồi vẫn chưa có kết quả, 2 tiếng vẫn chưa có kết quả, 3 tiếng vẫn chưa có kết quả. Và giải hoài vẫn không ra. Và đó là lúc mà mình cảm thấy nản chí và mệt mỏi. Và mình tin là mình rất là ngu ngốc, mình tin là mình không có khiếu, mình tin là khả năng tự học của mình kém quá đi. Và lên lớp thấy có một bạn giải được, mình là cảm thấy tự ti hơn so với bạn đó. Trời ơi, sao người ta thông minh quá vậy, sao người ta tự nghĩ ra mà giải được cái bài toán đó, trong khi mình lại không tự nghĩ ra bằng cái bộ não của mình được. Não của mình chứa cái gì vậy ta? Nhưng thật ra đó là cách làm rất sai lầm. Một lần nữa anh nhắc lại, tự học nghĩa là gì? Là tự mình chịu trách nhiệm cho chuyện học. Nếu bạn không học, nếu bạn không chịu ngồi xuống giải bài toán đó, không ai chịu trách nhiệm cho bạn hết. Ba mẹ cũng không có đến ép áp đặt học đi, làm đi. Không, tự học nghĩa là bạn tự lo cho chuyện học của mình, hãy chịu trách nhiệm với nó. Và để chịu trách nhiệm với nó có nhiều cách làm khác. Một, tự mình suy nghĩ bằng cái đầu của mình. Và nếu nửa tiếng mà các bạn nghĩ vẫn không ra,
sao các bạn nghĩ là 1 tiếng sẽ suy nghĩ ra? Mà 1 tiếng nghĩ không ra, sao các bạn nghĩ là 3 tiếng sẽ suy nghĩ ra? Cái vấn đề nó không phải là thời gian suy nghĩ, vấn đề là các bạn không nhìn thấy một cái hướng nào để làm hết. Nên cứ cho mình 8 tiếng, chắc chắn mình cũng không nghĩ ra. Và đó là lúc mà các bạn phải biết là mình có lựa chọn khác, là hỏi một người nào đã biết rồi và chỉ cho các bạn. Hỏi bạn: ê, mày làm được chưa? Ồ, mày giải ra được rồi hả? Hay quá bạn. Thì cái hướng nào sẽ gợi ý cho tao hay không? Hỏi bạn không có nghĩa là chép bài từ bạn, đúng không? Đừng có chép bài từ nó, cái đó là cái sai. Mình muốn hỏi hiểu cái cách tư duy, cái cách động não, cái hướng giải quyết trong đầu của nó đang như thế nào, và mình học từ chuyện đó. À, tao hiểu rồi, hay quá bạn. Và về nhà cũng hãy tự làm cho cái bài của mình. Hãy hỏi thầy: thầy ơi, có cái này em giải hoài bí quá không ra. Thầy trên lớp, nếu mà không có thời gian, các bạn có thể có thầy bên ngoài hoặc gia sư cũng được. Và một lần nữa, thầy đừng làm giùm mình, thầy hãy cho mình cái gợi ý, cái hướng. À, cho em gợi ý đó thôi, em hiểu rồi, để em tự làm. Khi đó các bạn sẽ giải quyết bài toán này nhanh hơn rất là nhiều. Và quan trọng là bài toán nó được hoàn thành dựa trên sức lực của riêng mình, nhưng mình biết cách huy động sự hỗ trợ nguồn lực từ chỗ khác. Nên tự học có 3 cấp độ. Cấp độ số 1, tự dùng bộ não của riêng mình. Cấp độ số 2, sử dụng bộ não của bạn bè, bằng cách là hỏi những bạn bè, hỏi đồng nghiệp, hỏi những người thân quen, hỏi những người xung quanh có ai biết và giải được cái vấn đề đó không, có ai có thêm kiến thức về chuyện này không, có thể giúp được cho mình. Và cấp độ thứ 3 là dùng bộ não của một người thầy, người mentor, là một người đã làm được chuyện đó rồi, biết cách làm như thế nào, và họ sẽ hướng dẫn lại cho mình. Và đó là 3 mức độ tự học. Anh luôn làm như vậy trong công việc và những thứ mà anh xoay sở trong cuộc đời của mình. Anh luôn nghĩ tới cái mức thứ 3. Thường cái mức thứ 2 cũng có thể được trong những việc đơn giản để các bạn có thể hỏi. Nhưng mà thật ra nếu mà trong một cái vấn đề quan trọng, chúng ta cần một người mentor hướng dẫn cho mình. Còn những người bạn bè của mình, có khi cái góc nhìn của họ, họ chỉ có thể làm hơn được mình xíu à, thì có khi không cho mình cái góc nhìn toàn diện được nhiều lắm. Trong một vài chuyện cơ bản đơn giản thì được, nhưng trong những chuyện rất quan trọng, hãy hỏi cái người mà hơn mình rất nhiều, đã làm được cái chuyện đó rồi và đi một quãng đường rất là xa rồi. Khi đó họ sẽ cho mình cái góc nhìn toàn diện hơn rất là nhiều, để từ đó các bạn có kết quả. Ok. Trong công việc đầu tiên của mình, anh có người mentor để hướng dẫn, dạy cho mình cách để có thể giảng dạy được tốt hơn. Khi mà anh đi muốn học yoga và anh nghiêm túc với chuyện đó, anh không có lên mà tự search và tự tìm hiểu cách học yoga như thế nào để tự tập, anh tìm cho mình người mentor, một người thầy để dạy. Sau này khi anh học boxing, anh tìm một người thầy để dạy. Sau này trong cái việc kinh doanh của anh có người mentor để hướng dẫn cho anh về việc kinh doanh, business. Và các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và đó là lúc mà mình có thể tự học nhanh hơn rất là nhiều. Nên quay lại trong công việc của các bạn, nếu mình được sếp giao một cái nhiệm vụ nào đó, à, để hoàn thành cái dự án này thì à, cần phải thiết kế lại cái poster chỗ này một xíu em. Em tự học là cách thiết kế đi, cái poster này cũng đơn giản mà, mất công thuê người ngoài tốn chi phí. Dạ, để em tự học. Và nếu các bạn suy nghĩ là mình tự học và quay về và tự mò tất cả những cái hướng dẫn trên mạng và làm theo, sau một hồi mình không hiểu được hết, mình cảm thấy rất là mệt mỏi và khó khăn. Và một lần nữa hãy ứng dụng cái mà anh vừa mới nói. Hỏi cái người đã biết làm cái đó rồi để họ chỉ cho mình. Nếu cần các bạn phải gửi lại học phí cho họ để họ chỉ cho mình. Họ có một cái gì đó có qua có lại, à, bạn bè, anh em, người thân biết chỉ cho mình đi cho nhanh. Ồ, nó là bài hát, ok. Các bạn sẽ tiếp thu được chuyện đó nhanh hơn rất nhiều. Hoặc nếu cái đó là việc cần phải làm liên tục hết tuần này tới tuần khác, học một cái chương trình về chỉnh Photoshop cho hoàn chỉnh. Và đó là cách tự học đấy. Đó là cách tự học, bởi vì các bạn đang tự chịu trách nhiệm cho chuyện học của mình, để có thêm được kiến thức, kỹ năng, góc nhìn và kinh nghiệm đó để áp dụng vào cái dự án mà các bạn đang có và có được kết quả của riêng mình. Cho nên, tóm lại, vượt qua cái suy nghĩ phổ biến mà mọi người hay nói là phải tự khám phá ra mọi thứ, phải tự ôm hết mọi thứ vào chính mình, nghiên cứu và đột nhiên à, mình nhận ra rồi, mình thiệt là thiên tài. Không cần, cái quan trọng là cái vấn đề đã được giải quyết hay không. Đừng tự nghiên cứu hết tất cả mọi thứ một mình. Nhớ, từ chính bản thân mình, từ bạn bè và từ người thầy, người mentor. Khi đó các bạn sẽ học, hiểu và nhanh hơn rất nhiều. Và nếu các bạn cần cái người mentor, người hướng dẫn cho mình trong việc nói chuyện, giao tiếp, thuyết trình, nhấn vào link phía dưới. Có một cái buổi
chia sẻ miễn phí của anh dành cho các bạn để nói với mình chuyên sâu hơn về chủ đề có thể giao tiếp với mọi người trong cuộc sống. Nếu đó thực sự là cái băn khoăn mà các bạn đang tìm cách giải quyết cho cuộc đời của riêng mình, nhấn vào link phía dưới đăng ký tham gia và anh sẽ hẹn gặp lại các bạn trong lớp.